Xin chào, mình là Hải Pro. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn về phần tiếp theo của video về hàm index và max ở dạng nâng cao. Ở video trước mình đã nói về index max ở dạng cơ bản, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái file Excel của mình đã có, và chúng ta sẽ nâng cấp cái mức độ tìm kiếm dữ liệu phức tạp hơn một xíu nữa ở dạng công thức mảng. Bắt đầu nhé, let's start. Thì đây là cái bảng dữ liệu hôm trước của mình, gồm có 1.000 dòng tất cả. Đó, 1.001 đây ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái tìm kiếm mà nó phức tạp hơn một chút xíu. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm doanh thu của từng cá nhân bán hàng. Mà bây giờ chúng ta sẽ có là first name nè. Chúng ta có first name, full name, last name. Và chúng ta cần phải kết hợp first name and last name để ra được một cái gọi là full name. Đó, để ra được cái full name. Thì trong cái full name này chúng ta sẽ kết hợp thêm một cái nữa gọi là day of birth, cái ngày sinh nữa. Tại vì tên của một người thì rất dễ bị trùng, thì sau đó chúng ta sẽ kết hợp tên và ngày tháng năm sinh của người đó luôn. Thì lúc đó chúng ta sẽ ra được cái dữ liệu nó chính xác hơn và tìm kiếm cái doanh thu của người đó. Ở như vậy thì trong cái trường dữ liệu của mình ngày hôm nay thì chúng ta cần phải làm thêm một cột nữa là cột full name. Ở cái cột full name này thì mình sẽ làm trước cái cột C đi. Đây nè, ngay cái cột C nè các bạn. Đó, thì mình sẽ thêm một cái cột nữa. Rồi, mình đặt đây là full name. Rồi, trong cái cột C này thì mình sẽ, một là các bạn dùng flash view, hai là các bạn dùng công thức, hoặc là dùng ký tự cũng được. Ở đây mình sẽ là anh này, đây mình lấy giày cho nó dễ nha. Mình sẽ lấy là A2 phẩy B2. Rồi, enter. Đó, thì mình ra được công thức luôn cho các bạn nè. Đó, chúng ta đã có được cái full name. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần dữ liệu này để chúng ta tạo một cái list data validation. Chúng ta chọn cái full name, sau đó chúng ta vào data. Và trong data chúng ta có chọn data validation. Rồi, không phải hiện ra chúng ta chọn chế độ là list. Trong list chúng ta sẽ quét chọn cái phần full name. Rồi, ok nha các bạn. Như vậy chúng ta đã có được một list danh sách các tên full name, nó khá là nhiều. Rồi, trong cái phần day of birth này thì chúng ta sẽ dùng hàm index format để tra được cái day of birth này. Thì như mình cũng nói là cái index và max á, khi mà có một ký tự thì chúng ta sẽ thường chúng ta sẽ có là index mở ngoặc vùng kết quả phẩy max dòng max cột, đúng không? Thì khi nào thì dùng cả max dòng và max cột. Khi mà cái kết quả tra của chúng ta có tới hai vùng tra, chúng ta có cần tra cả dòng và cả cột thì chúng ta sẽ cần tới max dòng và max cột. Còn nếu khi mà chúng ta dùng index và max và chỉ có một cái điều kiện thôi thì chúng ta sẽ dùng tới công thức, nó sẽ dừng tại tới max dòng thôi. Đó, vậy đó. Thì ở đây cái day of birth này chúng ta sẽ tra tại bằng cái full name, thì tức là chỉ có một điều kiện. Một điều kiện thì mình dùng chỉ đơn giản là một max thôi, đúng không các bạn? Thì cái vùng tra dữ liệu day of birth, cái index nè, xong tới cái array của mình nè, sẽ là cái vùng mà vùng kết quả của mình là day of birth 7. Rồi mình cho cái max ở đây, xong rồi giá trị tra của mình sẽ là cái full name. Full name xong rồi phải lookup array của mình sẽ là cái vùng full name. Phải mình ra tuyệt đối, đóng ngoặc hết hàm. Chúng ta sẽ ra được cái ngày tháng năm sinh của người đó. Ở đây mình cần chỉnh sửa lại một chút xíu. Ở cái hàm này mình sẽ cho thêm một cái dấu khoảng cách nữa. Rồi. Đó, thì tên lúc này mình sẽ cập nhật lại cái vùng này. Chúng ta không có refresh. Ok, mình sẽ cập nhật lại một chút xíu. Thì là ABB list.
vùng list này, ok. Đó, thì lúc này là chúng ta sẽ ra được rồi, ra được cái table rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tra tới cái vùng dữ liệu cell này. Thì cái vùng dữ liệu cell này nó sẽ kết hợp cả hai điều kiện là full name và database. Có nghĩa là chúng ta sẽ tra với hai điều kiện là full name nè, anh này, tên này và có ngày tháng năm sinh này, thì sẽ ra được cái doanh thu này. Thì để làm được như vậy, chúng ta cần phải nói một chút ít về cái công thức ở đây, công thức ở cái cột cell này. Chúng ta sẽ sử dụng công thức đó là gọi là công thức mảng, công thức mảng cho index và mask. Đó, thì cái vùng công thức mảng này nó sao nhỉ? Chúng ta thay vì chúng ta nó sẽ khó nhất ở cái phần là mask. Thì mask bình thường chúng ta sẽ là giá trị tìm kiếm phẩy vùng tìm kiếm phẩy cách tìm, đúng không? Thì bây giờ cái lúc này cái giá trị tìm kiếm của chúng ta nó sẽ thay như vậy nè, giá trị tìm kiếm của chúng ta sẽ là full name và day of đó. Vùng tìm kiếm của chúng ta sẽ lại là trong cái như vậy, thì cái vùng tìm kiếm của chúng ta nó sẽ nằm ở hai chỗ. Thứ nhất là ở cái cột full name và cột day of rồi, còn cái cách tìm của chúng ta cũng là tìm ở cái dạng là loại số 0 tuyệt đối. Đó, đó là cái nè, các bạn để ý nè, mình sẽ zoom nó lên FS 15 đi. Rồi, mình tô màu nó luôn, AHFC. Zoom nó lên. Đó, thì cái lúc này nè, cái vùng tìm kiếm này chúng ta sẽ thay đổi nó ra một xíu. Giờ cái vùng Maps này do cái giá trị tìm kiếm của chúng ta là giá trị đôi, cho nên cái chỗ này chúng ta dùng công thức mảng thì nó sẽ đổi lại thành là số 1. Tại sao đây là số 1? Mình giải thích luôn. Số 1 ở đây có nghĩa là trong công thức mảng á, công thức mảng thì 1 là tương ứng với giá trị true. Không thì là tương ứng với đó. Thì có nghĩa là khi các bạn đặt công thức thì cái vùng mask này sẽ là cái giá trị tìm kiếm sẽ bằng 1, và cái full name database này thì chúng ta sẽ sửa lại một chút xíu nữa. Đây, cái full name database này thì chúng ta sẽ sửa lại là bằng bracket mở ngoặc ra. Thì cái giá trị tìm kiếm, cái vùng tìm kiếm của mình á, tức là hồi nãy chúng ta có là vùng full name, thì chúng ta sẽ có là vùng full name nó sẽ bằng với cái ô full name giá trị tìm kiếm ở đây là k k2 đóng ngoặc nè. Và nè, ở trong công thức mảng thì cái dấu sao được hiểu là một toán tự and nha các bạn, dấu cộng là toán tự hoặc. Đó, thì chúng ta sẽ có thêm cái cột là database nữa, sẽ bằng với cái cột mà k3 đó, k3 đóng ngoặc. Như vậy là chúng ta đã có được hai cái điều kiện đó. Và do trong rồi đó là xong cái phần công thức của hàm mask. Còn đối với index á, index thì cái vùng kết quả của mình, nếu mà chúng ta chọn cái vùng kết quả là cái vùng kết quả là cái cột cell luôn á, nếu cái vùng kết quả chúng ta cho bằng với cell luôn á, bằng với cột cell nha, bằng với cột cell, thì chúng ta sẽ không phải dùng tới mask code, không dùng mask code đó. Còn nếu mà cái vùng kết quả đây nè, nếu mà cái vùng kết quả các bạn cho là bằng full cái vùng bảng luôn, bằng full full bảng, thì chúng ta cần phải dùng tới mask code. Dùng tới mask code ở đây là các bạn phải cho biết
có nghĩa là các bạn dùng cho max cột, đây không phải là các bạn dùng thêm hàm max cột nữa, mà bằng với số cột, số thứ tự của cột. Đó. Rồi, như vậy thì rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu công thức nha. Bắt đầu công thức thì chúng ta sẽ có hàm index nha. Các bạn nhìn lên hàm công thức giúp mình nha. Hàm index. Ở đây mình sẽ sử dụng hai cách, là một cách dùng full bảng và một cách dùng không full bảng. Cách đầu tiên mình sẽ dùng full bảng. Thì cái vùng dữ liệu của mình chính là cái vùng data, là từ đây cho tới đây. Rồi mình kéo hết xuống. Nó sẽ là data do mình đặt tên bảng rồi ha. Thì xong, sau đó mình sẽ tới cái gọi là max dòng. Giá trị cần tra của mình lúc này mình sẽ cho là bằng 1 phẩy. Và cái lookup array của mình nè, lúc này mình sẽ mở ngoặc ra, mình sẽ cho cái cột là full name. Đây, full name từ đây tới đây. Full name của mình thì sẽ bằng với cái cột K2 này. Phải đóng ngoặc nè, dấu sao là toán từ end nè. Mình mở ngoặc tiếp, mình cho cái cột mà day first. First của mình sẽ bằng với cái thằng K3. Đóng ngoặc, mình hết cái lookup array. Phải cách tra mình tra tuyệt đối. Đóng ngoặc hết hàm match. À, lúc này mình sẽ đang ở cái vùng là round number, tức là max dòng. Bây giờ mình cần có max code không? Mình cần, tại vì cái vùng mà array của mình nè, mảng tra của mình á, nó là hết cái bảng luôn, cho nên mình cần phải tới max code. Max code đây mình đếm nè. À, mình cần giá trị là cell thì đếm là 1 2 3 4 5 6 7 8 tại cột số 8 đúng không? Mình gõ số 8 vào. Và lúc này khi các bạn gõ enter, nhấn enter để kết thúc công thức thì nó sẽ ra NA. Nó not available, có nghĩa là nó không tìm ra được cái giá trị tra. Tại vì cái vùng công thức ở đây các bạn sử dụng đó là vùng công thức mảng, cho nên khi các bạn kết thúc công thức, các bạn sẽ sử dụng tổ phím là Control Shift Enter. Nó mới ra cho các bạn. Rồi mình chỉnh sửa lại một chút xíu nữa cái phần currency. Thì ở đây mình muốn cho nó là đô la ở phía trước luôn. Và mình cũng hai ký tự. Rồi xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu tra nha. Orange Devil ngày 22 tháng 5 và 228. Mình sẽ bật filter lên. Rồi gõ xuống Orange. Orange Devil. Đây, Orange Devil 22 tháng 5 và sale là 22803 DMS. Rồi, đúng rồi nha các bạn. Đó, giả sử khi mình chọn cái anh khác đi, nó sẽ tự động nhảy đúng ra công thức cho mình. Vậy khi bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái vùng cách sử dụng index mask ở dạng thứ hai, đó là mình sẽ không sử dụng tới số cột nữa. Khi mà mình không sử dụng tới số cột nữa thì mình sẽ xóa số cột đi và mình đóng công thức lại. Và cái tại cái vùng mà reference, cái vùng mà array này nè, là data đúng không? Mình sẽ sửa lại thành chính là cái cột cell. Khi mình chọn được cái vùng array, cái mảng của mình chính là cái cột có công thức, thì lúc này mình đâu cần dùng tới column nữa. Và như vậy mình kết thúc công thức bằng Ctrl Shift Enter, cũng ra được kết quả. Rồi bây giờ mình muốn nâng cấp thêm một xíu nữa nè. Nâng cấp thêm một xíu nữa là mình sẽ cho viết cái sản phẩm luôn. Khi mà mình cho biết cái sản phẩm luôn thì có nghĩa là cho biết cái sản phẩm luôn thì mình sẽ thêm một cái cột nữa gọi là cột sản phẩm, product. Thêm ở đây thì nó không được đúng cho lắm, mình sẽ thêm xuống. Rồi để copy công thức thì mình sẽ thêm cái dấu máy vào đây, xong sau đó mình copy xuống. Rồi thằng này mình cho xuống. Rồi thằng này mình để là product. Rồi thằng này mình
xóa đi. Thằng này mình sẽ cho nó bỏ dấu nháy đi. Và mình gõ công thức Ctrl Shift Enter. Rồi. Lúc này mình sẽ có thêm một cái mình cần phải chỉnh lại cái thằng là view nữa. F mình present ra và mình cho nó xuống đây. Rồi. Xong. Tại cái thằng product này thì mình sẽ kiểm tra vào hai điều kiện, tương tự mình muốn làm nhanh sale thôi, nhưng chẳng qua mình làm hai điều kiện là full name mình thay bớt, thì lúc này mình sẽ làm nhanh nha các bạn. Để mình gõ bằng index vô nè. Tại đây thì mình cũng muốn tra theo cái anh full name và thay bớt, và vùng dữ liệu tra của mình là code product, thì mình sẽ lấy vùng product luôn. Vậy max của mình sẽ là max hai điều kiện, cho nên mình sẽ dùng công thức mãn. Công thức mãn thì cái lúc này max của mình sẽ sửa thành giá trị tìm kiếm là 1. Vậy lookup array của mình lúc này mở ngoặc ra làm hai điều kiện tương tự như sau: full name sẽ bằng với giá trị này 7 và đóng ngoặc kia, đóng ngoặc và mở ngoặc. Thêm một cái nữa là cái default sẽ bằng với cái giá trị này, đóng ngoặc 70, đóng ngoặc hết hàm, Ctrl Shift Enter. Ủa, nó tra ra cái gì vậy? Product. À đúng rồi, product. Đúng rồi. Và lúc này mình sẽ bằng K2, K3. Thêm một cái điều kiện nữa. Mình sẽ thêm K2, K3 và mình sẽ sửa lại sao thêm một cái điều kiện nữa. Tức là cái vùng này mình sẽ thêm một điều kiện nữa bằng cái dấu sao mở ngoặc cái vùng product bằng thằng này, đóng ngoặc hết hàm, Ctrl Shift Enter. Đó. Thì lúc này khi các bạn thay đổi nè, là dữ liệu của các bạn sẽ thay đổi theo luôn. Và các bạn sẽ biết được là tên người đó gõ đúng tên vô, ngày sinh, sản phẩm người đó bán là gì và doanh thu là bao nhiêu. Như vậy thì hôm nay mình đã nói với các bạn về cái sự... Đây, nó nằm ở đây. SC, không, mình lại là H. Mình tô màu nó lên. Đó. Thì các bạn hôm nay đã thấy được là mình đã cho các bạn xem được cái phần màu trắng cột đây, outline. Đó. Thì các bạn đã thấy được là mình đã cho các bạn được cái sự nâng cao của hàm index và max là bằng sử dụng công thức mãn. Công thức mãn cho tra cứu nhiều điều kiện. Đó, đó đó. Công thức mãn cho tra cứu nhiều điều kiện. Đó. Thì khi các nội dung tra cứu của chia sẻ ngày hôm nay của mình tới đây là hết. Hy vọng nó sẽ bổ ích được cho các bạn. Chúc các bạn thành công. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.